khai nhận. Hello các bạn, xin chào Đỗ Thành Huế, xin chào Thắng Tôn, chào Bình Võ, chào Trần Lâm, chào Khiêm Huỳnh Thiện, Ly Lê. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề theo yêu cầu của bạn Hường Hoàng, nhưng mà bây giờ thì mình chưa thấy bạn Hường Hoàng xuất hiện ha. Không sao hết, mình sẽ nói và bạn sẽ lưu lại. Xin chào Yến Ngũ, 20 tây này anh lại về Hà Nội Yến Ngũ ơi. Xin chào Ly Lê, chào Nguyễn Thúy. Chào Cẩm Vân Nguyễn, chào Châu Huấn, chào Ngọc Liên Nguyễn, chào Dinh Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề đó là ngán, một cái tên rất là ngắn ha. Ngán, ngán là gì ạ? Thì trong cái quá trình mà chúng ta được sinh ra thì trước đó là phải có một người mẹ mang thai đúng không ạ? Thì cái quá trình mang thai nó sẽ diễn ra làm 9 tháng 10 ngày hay còn gọi là tam cá nguyệt. Tam cá nguyệt là chia làm mỗi 3 tháng là một cái chu kỳ. Thì ngén nó sẽ là một trong những cái hiện tượng nó sẽ xuất hiện ở cái chu kỳ thứ nhất, tức là tam cá nguyệt thứ nhất hay là 3 tháng đầu của thai kỳ. Nhưng mà bây giờ thì thai cái ngén bây giờ người ta không nói là tháng nữa mà người ta sẽ nói là tuần. Tức là một cái chu kỳ thai là tầm khoảng là từ 40, 38 đến 40 tuần. Đó. Thì khi mà nói về cái chu kỳ tuần, ngén nó sẽ xuất hiện vào tuần thứ tư. Thường có một số trường hợp nó sẽ xuất hiện rất là sớm, từ tuần thứ tư cho đến là tuần thứ 16 của thai kỳ. Và cá biệt là có một số cái trường hợp là nó có thể xuất hiện vẫn còn kéo dài, khoảng 10% là kéo dài đến hơn tuần 20 của thai kỳ. Đó. Và định nghĩa ốm ngén là gì? Ốm ngén là một cái tình trạng buồn nôn và nôn khi mang thai. Có nghĩa là nguyên nhân của nôn này là nguyên nhân do mang thai. Và là một cái triệu chứng của cái thai kỳ. Là một cái dấu hiệu để báo hiệu của thai kỳ. Có rất là nhiều người mang thai bởi vì họ không có kinh nguyệt. Nên họ khi họ mang thai họ cũng không biết. Và đến khi mà bị ốm ngén thử nước tiểu ra hai vạch thì mới biết là có thai, gọi là đi siêu âm mới biết là có thai. Còn mới ban đầu thì ốm ói, cứ nôn ói thì cứ nghĩ là vậy mà thôi. Do đó là mình nói lại định nghĩa về ốm ngén là một cái tình trạng nôn và buồn nôn do mang thai, và nó được xem như là một triệu chứng của thai kỳ. Và nó có thể xảy ra bất kỳ cái thời gian nào ở trong ngày, chứ không phải là chỉ có khi nào mà đụng tới đồ ăn đồ uống thì mới bị buồn nôn và nôn. Và chính vì điều này cho nên nó sẽ ảnh hưởng cái việc mất ăn ngủ của thai phụ rất là nhiều. Nó làm cho thai phụ mất ăn mất ngủ. Khoảng 70-80% thai phụ thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cái triệu chứng ốm ngén này. Và trong đó thì 60% thai phụ thì có nôn một cách rõ ràng và ảnh hưởng đến cái cuộc sống họ rất là nhiều. Còn lại thì khoảng 20-40% còn lại thì cái vấn đề có thể có ngén hoặc là ngén rất là nhẹ và không đi đến cái tình trạng là buồn nôn. Do đó đó là mình chỉ xét là về để phòng ngừa những cái vấn đề khó chịu cho thai phụ ở 3 tháng đầu này. Khi mà họ có những cái triệu chứng ngén mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống hoặc là làm cho họ bị suy sụp về mặt sức khỏe hay là tốn nhiều, rất là nhiều về mặt chi phí. Vậy thì mình coi lại cái nguyên nhân của ngén là gì. Cơ thể của một cái người phụ nữ bình thường thì lượng CG, HCG, tức là lượng hormone tăng trưởng và thai nhi điều khiển về phát triển thai đó, nó sẽ tầm khoảng là dưới 25 đơn vị U trên lít. Dưới 25. Nhưng mà khi mà bắt đầu có ngén, đặc biệt là từ tuần thứ tư trở đi, bào thai từ tuần thứ tư trở đi, tức là được một tháng trở đi, thì cái triệu chứng HCG này nó sẽ được sự hiện diện của bào thai nó đánh động lên não, lên thần kinh. Do đó là tuyến yên, tuyến buồng trứng đều là nó đồng loạt, nó sẽ điều khiển để tiết ra một cái lượng HCG để chuẩn bị nuôi cái bào thai này càng ngày càng lớn lên. Chính vì cái việc đó nên cái lượng HCG nó đột ngột tăng cao ở trong máu và nó gây ra triệu chứng nôn và buồn nôn.
Khi mà cái lượng HCG tăng ra và nó gây nôn và buồn nôn như vậy thì mình thấy có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải lý luận, biện luận ở đây. Biện luận thứ nhất đó là cái lượng HCG tăng ra quá nhiều có thể là một cái thai nó rất là tốt. Nó đang phát triển rất là tốt nên nó kích hoạt về não, kích nào hoạt về tuyến yên, kích nào hoạt về tuyến buồng trứng để mà tiết ra cái lượng nội tiết này. Và cái điều thứ hai đó là khi mà có một em bé là một cái sự thay đổi về nội tiết nên cái lượng estrogen nó sẽ tăng nhiều lên và nó làm cho cái triệu chứng về nôn và buồn nôn nó sẽ xuất hiện một cách bất thường. Thứ ba đó là có thể do người mẹ này song thai, đa thai hoặc là thai trứng. Song thai có nghĩa là nhiều thai, từ hai thai trở lên. Thì khi mà nhiều hai thai trở lên thì cái lượng HCG nó phải tiết ra nhiều để nó giữ cái thai lại ở trong trong cái buồng tử cung. Còn khi mà mình thai trứng có nghĩa là hàng loạt cái trứng giống như cái thai mà không phải là thai. Do đó đó là nó sẽ kích hoạt một cái sự rối loạn nội tiết mạnh mẽ và nó làm cho cái thai này có thể là phát triển một cách bất thường. Nên đó là do cái thai trứng nó phát triển bất thường nên cái lượng lượng HCG nó tăng bất thường và chính vì vậy nó cũng làm là một triệu chứng buồn nôn. Rồi một cái thai to thai khỏe mà tại sao mẹ lại ói như vậy là bởi vì một thai nhưng mà nó đang phát triển rất là tốt thì nó cũng có thể gây ra triệu chứng nôn nhiều. Người ta nói là những em bé mà nó làm cho mẹ buồn nôn và nôn nhiều, ngén nhiều á, thì những em bé đó sau này nó sẽ rất là khỏe. Tại vì ngay từ nhỏ nó đã năng động. Điều này thì cũng chưa có một cái minh chứng nào là xác đáng. Nhưng mà chúng ta vẫn nói như vậy cho vui để cho những người phụ nữ mà lỡ như là chúng ta đang bị nghén nhiều thì chúng ta cũng cảm thấy là có một tí xíu vui, một tí xíu hãnh diện vì hy vọng rằng con mình sau này nó sẽ là rất là khỏe. Rồi bây giờ một cái thật ra lý do về 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 thay đổi nội tiết đó 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 chỉ là một trong những cái nguyên nhân để một cái lý do để người ta giải thích về cái hiện tượng nôn và buồn nôn trong cái yếu ống nghén thôi, chứ thật sự thì còn rất là nhiều những cái khác mà người ta chưa biết rõ. Nhưng mà người ta thấy rất là rõ ràng ở những cái người mà có những cái cơ địa mà bệnh lý sẵn, ví dụ như là cái người này là vốn dĩ là có một cái bệnh dạ dày sẵn nè. Dạ dày sẵn thì rất là đau và rất là dễ buồn nôn rồi. Bây giờ lại có thêm một cái yếu tố là em bé nữa thì cái vấn đề đó nó sẽ cộng hưởng lại và nó làm cho tình trạng nôn nhiều hơn. Điều thứ hai là người ta thấy là những cái người mà vốn dĩ hàng ngày bị suy dinh dưỡng, bị suy nhược cơ thể trước khi mang thai. Có rất là nhiều người công nhân họ đi làm và họ không có lo được cho cái đời sống cá nhân của họ hoặc là về kinh phí. Thì khi mà họ mang thai á, họ ống nghén rất là nhiều bởi vì á, tình trạng bị suy dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin, và người ta điểm danh đó là vitamin B6 là một trong những vitamin, pyridoxin là một trong những cái vitamin mà có khả năng làm cho cái thai này nó dễ kích ứng hơn đối với lại cái tình trạng chung của cơ thể. Do đó người ta nói rằng nếu như hai vợ chồng mà muốn có thai thì cần phải có một cái thời gian chuẩn bị trước đó ít nhất là 3 tháng để có thể bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho bà mẹ. Nhưng mà nếu như mà người mẹ này mà không có thời gian chuẩn bị trước đó, ví dụ như là gì ạ? Người mẹ này là vừa mới đám cưới xong, ngay trong đêm tân hôn đã bắt đầu thụ thai. Thì những người này á, vừa trải qua một cái stress lo lắng về cái hôn nhân của mình, về về chuẩn bị cho một cái đám cưới, bây giờ thì lại có thai liền. Thì đây là một trong những người mà có khả năng bị ống nghén nhiều hơn. Đó. Rồi một số cái tình trạng là những cái người mà có thể đi say xe, bị say xe say sóng. Mọi người có thấy là xung quanh mình có những người mà bước lên xe là ói 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 mặt xanh mặt đỏ mà. Thì những người đó là do cái gì? Thứ nhất là não họ, ví dụ họ có bị có rối loạn tiền đình nhưng mà tụ trung là những cái người này bị thiếu những cái vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin nhóm B, và mình nói luôn đó là vitamin B6. Do đó đó là
những cái người này khi mà có một cái tình trạng gì đó nó hơi quá sức một tí xíu, ví dụ như là bước lên xe là đã ói, thì bây giờ có em bé cũng sẽ ói và ói nó sẽ kéo dài hơn. Thì đây là một trong những cái lý do mà người ta tìm ra được khi mà đi tìm cái nguyên nhân tại sao có người nghén rất là nặng, có người không nghén, mặc dầu em bé nó vẫn là rất là khỏe, là như vậy. Vậy thì bây giờ triệu chứng của nghén nó là gì? Thứ nhất là dĩ nhiên là nôn và buồn nôn. Thì cái cảm giác nôn và buồn nôn này nó sẽ bị kích hoạt khi mà có những cái yếu tố ảnh hưởng. Ví dụ là mình tới giờ ăn mà mình chưa muốn ăn, tâm lý là sợ ăn thì lại dễ bị ói hơn. Rồi những cái đồ ăn mình không thích thì lại dễ bị ói hơn. Mà vốn dĩ là khi mà có em bé bây giờ là con quý nên nó chồng rồi mẹ chồng rồi cả gia đình hai bên đều rất là chăm lo cho cháu nội của họ, cháu ngoại của họ, và họ lại ép là cái người mẹ thai phụ này đang đang là không khỏe là phải ăn thêm nhiều món hơn. Và chính vì thế nên đó, là cái khả năng ốm nghén đôi khi nó bị cộng chung với cái khả năng là gọi là bài trừ thức ăn của cái bà mẹ đó. Và cái triệu chứng ói nó có một đặc điểm là ói nó không liên quan tới sốt, không liên quan tới là đau bụng. Mắc ói là ói chứ không phải là đau bụng rồi mới ói. Thì đây là một trong những cái điển hình của cái vấn đề về về ốm nghén xảy ra ở trong cái quá trình thai nghén. Thì nếu như có đau bụng và sốt thì chắc chắn nó sẽ là một cái bệnh lý khác nhé. Rồi một cái triệu chứng tiếp theo đó là mệt mỏi, mất ngủ. Thực chất thì điều này rất là dễ giải thích thôi, bởi vì ban ngày cũng có thể ói, ban đêm đang ngủ cũng có thể ói, nên là không có thể là ăn uống được và càng không ăn được mà lại bị thức đêm, rồi lại cứ bị hành hạ như vậy, rồi áp lực công việc, thì cái người này rất là dễ bị mệt mỏi và mất ngủ. Rồi một số người thì lại khi bị ốm nghén thì lại thích một vài cái món, ví dụ như là thích đồ chua hay là thích đồ ngọt. Thì thực ra đó là thích đồ chua hay là thích đồ ngọt nó không liên quan đến con trai hay con gái nhiều. Mặc dầu trước đây có một cái chuyên đề livestream mình cũng đã từng nói là tinh trùng á thì nó ăn rất là nhiều đường, bởi vì tinh trùng á là nó cần cái nó sử dụng cái ATP rất là nhiều để cho nó khuẩy mà. Do đó đó là mình nghĩ là con trai thì thèm ngọt, con gái thì thèm chua. Rồi mình thấy là đàn bà, mình nói nghe dân gian người ta nói bên ngoài đàn bà là ăn chua, còn đàn ông thì ăn ngọt, hảo ngọt. Đàn ông thì hảo ngọt, mà không biết mình có hảo ngọt hay không, nhưng mà thực sự thì chua hay ngọt gì mình cũng có thể ăn được hết đó. Nhưng mà không lẽ đàn ông mà hảo chua thì lại là đàn bà sao? Do đó là mình cảm thấy là cái điều này người ta dựa trên cái cảm tính mà cũng không có một cái nghiên cứu khoa học nào, nhưng mà nó đã là triệu chứng thì mình cứ kể là triệu chứng như vậy. Tức là lúc đó tự nhiên là trong tiềm thức hay sao á mà họ lại thích một vài cái món nào đó, và phải đi tìm đúng cái món đó. Có một cái trường hợp ngày xưa tôi nghe cũng rất là tức cười, đó là có cái người đó họ thích họ bị ốm nghén và họ thích đúng, tại vì nhà họ là trại chăn nuôi và họ thích đúng một cái mùi, đó là mùi phân gà sáp. Một cái mùi mà mình thấy nó trong các loại phân gà thì phân gà sáp là một trong những loại mà mình có thể nói là khó ngửi nhất, nhưng mà lại thèm đúng cái mùi đó thì nó không bị ói. Cái điều này thì mình cũng cũng không giải thích nổi, hoặc là có khi người ta muốn hay nói vui trêu vui cho những cái người bị ốm nghén hay sao đó. Rồi bây giờ mình nói tới cái lĩnh vực về điều trị, thì điều trị nghén thì nên nên làm như thế nào? Có nhiều người họ sẽ không bảo lưu cái thai này, bởi vì ốm nghén nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người mẹ quá độ, người ta gọi là nhiễm độc thai luôn, ngộ độc thai hay là nhiễm độc thai luôn, lượng HCG tăng lên rất là cao. Thành ra đó là người ta ví dụ như thai trứng thì người ta nạo trứng ra là chuyện đương nhiên rồi, bởi vì cái đó không phải là em bé. Nhưng mà những cái sau khi nạo nạo thai trứng xong đó thì hoặc là bị sảy thai xong thì người ta thấy là lượng HCG tăng giảm lại bình thường, thì dưới 25 đơn vị thì nó sẽ hết ói. Vấn đề thứ hai đó là mình thấy một số người nói là sợ ăn, nhưng mà thực ra cái điều trị ở trong cái thai nghén là lúc nào nhét được cái gì vô thì phải nhét, tức là
không được quyền ăn kiêng và không được cử ăn. Đấy. Và nếu như các bạn không ăn được thì tôi khuyên các bạn nên dùng cái body key làm cái gói thay thế bữa ăn. Có nghĩa là mình chỉ cần nhấp, có thậm chí là không pha được nước thì mình cứ nhấp bột khô rồi xong mình hớp một hớp nước, hớp từng hớp như vậy. Và một cái muỗng protein thì tương đương với là một cái chai nước biển vàng mà mình đi truyền. Nhưng mà thực sự nếu mà ngay cả điều đó không không được nữa thì nhất định là bạn phải nhờ bác sĩ. Trong một số ngày nằm la liệt như vậy thì bắt buộc phải nhờ. Thì tới phòng mạch tôi cũng hay truyền cho aminoplasma, nhưng mà về sau này thì có cái protein thì khuyên là các bà mẹ là trước khi mà mang thai là chuẩn bị mang thai là uống protein rồi, chứ đừng có đợi là đến lúc nghén rồi lúc đó quay ra uống protein thì uống protein vô rồi bị ói thì đổ thừa là uống protein nên ói, chứ không nghĩ rằng nghén nên ói, mặc dù là nghén ói nên tôi mới đưa protein. Đây là một cái sự ngộ nhận nhé. Rồi một cái vấn đề tiếp theo mà tôi đề nghị đó là bổ sung cái vitamin nhóm B. Thì vitamin nhóm B nó có rất là nhiều, những cái sản phẩm của Nutrilite thì có rất là nhiều, ví dụ Double X cũng có nè, Daily cũng có nè, B Complex cũng có nè. Thì tất cả những cái này nó đều có vitamin nhóm B hết. Do đó đó là mình nên nhớ một điều, đó là hãy bổ sung vitamin nhóm B trước chuẩn bị mang thai và cho đến xong suốt cái quá trình mang thai như vậy. Rồi một số cái trường hợp nữa, ví dụ như là về quan điểm về dùng thuốc nhé. Về dùng thuốc thì thực ra là tôi không khuyên dùng thuốc, bởi vì bào thai á, là nó cấu tạo bằng tất cả những cái chất dinh dưỡng, cái chất đồ ăn của mẹ vào. Do đó cái việc dùng thuốc, cho dù là những loại thuốc chưa công bố rằng không có hại trên thai nhi, mình cũng không biết rằng, không có điều gì chắc chắn, chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn. Do đó đó là cái việc là dùng, ví dụ như là người ta đề nghị là Notamin. Notamin là dihydroergotamin, xin lỗi, dihydrophenyramine. Đó là một cái chất chống chống nôn, hay là một chất tạo se sống, hoặc là stuzerone hay là cinnarizine vân vân. Những cái loại mà chống se sống đó thì có thể có tác dụng, một số tác dụng trong cái bệnh nhân nghén này. Nhưng mà nếu như bà mẹ không đủ sức thì nghén nó vẫn cứ xảy ra mà thôi. Một số trường hợp người ta dùng chất chống nôn mạnh luôn, ví dụ như là metoclopramide hay là primiran, thì những cái loại thuốc chống nôn này nó có thể gây ra một cái hội chứng phụ. Hội chứng phụ A, Kim Dung có nói là vitamin nhóm B còn gọi là vitamin vui vẻ, đúng, đó là gọi là vitamin tình cảm đấy. Đó. Thì cái metoclopramide hay là primiran nó có thể gây nên một cái triệu chứng, đó là nó bị cứng gai cứng gái, gọi là hội chứng ngoại tháp. Đây là một trong những cái hội chứng mà người thai phụ có thể là bị tiêm Primaran mỗi ngày, nên đó là họ họ duỗi ra và họ trợn, họ gồng cứng giống như cái lên cơn phong nộ gánh vậy đó. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà rất là tôi đã gặp một số cái trường hợp ở trong quá trình là dùng Primaran chất chống nôn để mà điều trị về ốm nghén. Thì cũng xin chỉ cho mọi xin chia sẻ lại với mọi người. Còn về vấn đề về châm cứu và bấm huyệt thì sao? Thì có một số người nghĩ rằng châm cứu và bấm huyệt về mặt tâm lý nó có tác dụng nhiều hơn là về mặt thể lý. Rồi, mạnh tay hơn như bác sĩ ICU, bác sĩ hồi sức cấp cứu thì có thể cho ăn bằng ống song. Thì khi mà đặt một ống song vào trong dạ dày, không lẽ là để cái ống song đó từ tuần thứ tư tới tuần thứ 16. Do đó đó là khuyên chúng ta nên nhấp nhấp mỗi một tí chất dinh dưỡng, và dinh dưỡng để mà gọi cô đặc và dễ uống nhất thì tôi thấy là Nutrilite với cái những cái sản phẩm, với những cái sản phẩm ví dụ như là Body Key nè, Double X nè, B Complex nè, canxi magie nè, protein, thì đó là những cái mà tôi đề nghị cho mọi người trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chương trình livestream của chúng ta đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 12:30 ngày mai các bạn nhé. Xin chào tạm biệt.